Biết đâu người ta mến nhiều nè. Chúng ta sẽ coi nè, bỏ vô là nó chạy luôn nè. Đó, nó chạy sao xuống đâu à, nó đó. luôn. Trời nó coi khỏi đẩy luôn. Nè, cái kế giờ mà đúng với cái kia. Cái... À. Bỏ xuống này, nhét xuống. Không khó biết sao không? Cái tiền nó bị ấy, không sao. Chạy luôn à. Tại cái tiền này công công á. <laughs> không, tiền 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 này tiền giấy, còn giờ ta tiền bằng gì? Polymer. Ờ, bỏ lặn chân lùi vậy ờ à, à, khỏi thôi ừ, khỏi ba liền thầy quan cáo thuốc giùm cho bình định đi thầy ừ thầy ừ. mua ủng hộ ủng hộ tám năm rưỡi ngàn thuốc bộ xương cốp lên thầy ừ mệt mỏi hết tiền hay gì mệt mỏi trời ờ ừ, tiền giả sử bây giờ mà có năm ngàn đô chứ thầy hết mệt rồi à? ờ mà mày nói tiền ơi tiền ơi rủi cái đó tin tiền sao mày cái ừ. tưởng đâu người yêu tưởng thôi là kêu nó tin tiền nó ơ sao tự <laughs> ừ, nhiên cái này tiền ơi tiền ơi tiền ơi cái không dạ kêu con hả tiền nè <laughs> nó tin tiền trai cũng có tin tiền nhiều lắm á gái cũng có tin tiền tiền, tiền, nha, tiền tiền khác tiếng khác là tiền khác nữa ai tiền khác nữa kìa người kêu tiền ơi tiền cái kêu con về sư phụ tiền có tiền có tiền có tiếng có tiếng rồi cũng nhiều lắm hình như tên tiếng đẹp hay sao nhiều người tên tiếng tiếng trai tên tiếng hay à, tên tiện ờ ừ, tiền cả đống mày đệ tử tao có tên tiền nữa kìa cả đống bên Campuchia chia bốn năm đứa luôn ô việt nam mấy chục đứa luôn kìa tiền có tiếng có tiện có tim có ủa thầy con chưa đi campuchia bao giờ hôm nào thầy làm thì hướng đăng ký đi con đi thầy giờ đóng đóng lệ phí đi thì à, thầy khơi xe cho đủ xe của mấy sư không mình mua một khơi xe người đời đặng tham tu du lịch luôn còn còn cái mấy người kia ông sư không ta ly lễ xong ta về việt nam luôn còn mình làm cái tu là đi đi chơi khắp mọi nơi còn ai muốn đi xem rịp thì đóng thêm xem rịp là ở đâu thầy cũng có campuchia hả ừ nếu mà không có thì đi xem rịp thì đóng thêm gần trăm hai ba trăm nữa cái là đi luôn xem rịp à, xem rịp vui dễ mắc lắm nó tới uh, bộ lần 25 giờ 40 đô vô một cái 40 đô là tính là nó có gì? Cái triệu. Thì uh, những cái đồ cổ cung đình vua là những cái uh, nó tóm còn những cái uh, nó tao đồ cổ không? thì nó ở Campuchia hả? Ờ ừ, Campuchia. Hồi xưa con chưa đi Campuchia bao giờ. Hiện giờ đóng 2 triệu 6. Đó là đây. 2 triệu 6 là đi mấy ngày mấy đêm? 4 ngày 3 đêm. 4 ngày 3 đêm ở cái sạn mấy sao? thôi mày nghĩ cái đúng. đồng tiền mày chắc giá trị dữ lắm đóng 5, 10 triệu gì đấy ba sao thôi ô để chẳng lẽ giờ ngủ trên xe đúng rồi ngang sao rồi như vì sao sáng như vì sao sáng sáng sao sao sáng sáng sao nhưng mà đi du lịch là cho thoải mái với đi du lịch là thì hành mình ngủ trên hả? xe trời ngủ xe hành xác ai đi N nếu đến mà đến không... khách sạn 2 sao ba sao thì tại tụi con đòi hỏi đòi năm sao nên thầy cho ngàn sao trời, trời ơi gì nữa trời ơi kiện đi tiền nào của đó con ơi giờ con cho thầy đứa bự triệu đi thầy cho tận những năm sau mà lên bảy sao luôn giờ con thích đi mỹ quá ta hai ta trò đi mỹ chơi thầy ờ ừ, thì mình tính đi mình đi phỏng vấn thử cái đạo này Ừ. Không có máu với xe thử đạo không? Được không? Được Được. Được, bữa nay mình kỳ thử đi Chơi kỳ thầy cứ ý tưởng bữa nào tưởng đâu vào bình định kiếm cho mình được một người tài trợ đóng tiền điện uh, chuẩn bị móc túi ra khè ờ hồi nãy có, ở đúng không, đâu có cái điện thoại mà để trăm đô con tặng thầy là dư luôn á hai triệu ba đúng không mình đâu có tới hai triệu mốt đâu dư hai trăm á con đẹp con nấu ngu ủa <laughs> ta tưởng nó mày đẹp tưởng nó bị sang ta nhớ ta nói đẹp người đẹp nết đẹp tiền rồi đẹp tình cảm đẹp đẹp tâm rồi đẹp từ từ hiện còn mày 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 bõn sẻng ít kỹ rồi Thế sao à, rít rít rít, 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 rít. Anh, anh còn tô vàng tô bạc thì vàng thì bạc ăn sung mặt sướng bắt đệ tử lo sao đâu có được cho không đúng người thì trách nhiệm của đệ tử là nhiêu đó trời đau ra hỏi gì à, con gì thầy vì cuộc sống cho sư phụ lo lắng cho sư phụ thì phải đánh đổi một cuộc đời đau khổ để mà... cho sư phụ được sung sướng và hưởng mà hậu. sư phụ không lo cho đệ tử sao đệ tử lo cho sư phụ được Vậy đời đời có đạo hay đạo có đời ta không lẽ à, ông 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 ông, ông tu ông, 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 người tu lo cho người đời chả thầy người ta nói thầy tu tu hú thầy tức không thầy trời ơi mày tưởng thầy tao tu ngày nào tao, đâu? Tao, 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 tưởng tao tưởng mày, mày, tưởng tao là người hay là hú vật không biết đau đớn mày mày tưởng tao nhịn hả còn thấy có cứ cười cười hề hề thẳng buồn Thì Con còn nghĩ thảm tất Thì người ta Phật Phật như Lai, Phật Tổ, Phật Thầy Rồi khi Di Lạc mà không cười sao an lạc Vậy là ở ngoài ngày nào trong héo rồi này ờ, uh, Ngày nào mà Thầy không cười cả nước đều đau khổ và chết đau chết đớn Ngày nào Thầy cười thì đất nước được hưng khỉnh, được vẻ vang, và vui vẻ Người ta nói một nụ cười bằng mười khang khúc bổ Con người không cười là uống thuốc bổ uống vào cũng không được lành hay không ấy là câu hỏi thật có buồn không tại sao thầy buồn buồn ấy người ta nói vậy đó thầy phải trả lời đúng nội dung câu hỏi buồn chứ thầy cũng còn có suy nghĩ nha cũng có khói óc cũng 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 phải làm người chứ người chứ ra phật cũng có người mới tu hành phật ta nói ai cũng mới đầu săn si hung dữ thì người ta vô người ta phải gọt rửa từ từ đâu phải muốn thành vật phạt liền đâu tánh ta nóng rồi mà mày còn chọc ta nóng nữa nước đã sôi rồi mày còn chụm thêm lửa mà không sôi không phỏng tay là phải rồi còn ta đang đốt lửa mày chơi chăm dầu chăm củi mà không cháy hết rừng tao đó cư nghĩ sao hả các con ai cũng là ngừ mày có để tao tu không tao hú ừ? mày muốn tao tu ha, mày muốn tao làm điều gì cho mày vui vừa lòng nè mày muốn gì vô thà có tô ngày nào ra mà bước tô... vô đây ngon bước vô đây nhưng mà con thấy bước vô đây vô vô ra. gì, vậy, gì vô. vậy, vô chơi <laughs> không chơi <laughs> thầy thầy nhiều nhiều khán giả bình luận nói thầy có hơi bị tưng tưng hơi bị đứt một giây thần kinh thế này bị khùng á ờ ừ, mà có không ta thầy có không thầy tao thấy tụi bay nhiều em hơn thấy hơn thầy lanh là... quá trời luôn ờ, mà, ờ, ờ, khùng. Ờ, mà, tao đâu có làm gì tụi bay đâu mà tao thấy tụi bay không tự nhiên gặp tao cái bay cũng hùng khùng khùng bị chữ tao tự nhiên gặp tao cái chọc khóa thiệt khì ồ ồ thầy có làm gì tụi con không không kỳ ta tụi này chắc nó cũng bị có dây gì nè cái gì ta còn thấy nhiều người chửi thầy ờ ừ. nhưng mà sao kỳ ta không thích M thôi sao chửi chửi mình cũng mang nghiệp hả thầy ừ mà tao cường vậy mắng hố tao giữ mày nghĩ sao thầy giữ con nghĩ sao mà thầy ra tụi con vậy mà nghĩ sao mà thầy bao giờ đánh tụi con đâu hay có đấm có đá đâu ừ. nhưng mà thầy ăn uống miệng thầy nói nhiều lúc thầy nói tục tiểu thầy nói người ta không thích ờ kìa có thằng ký mày kìa Thằng này nó, thằng này nó già hơn mày rồi <laughs> mày già nó gì khóc con không có đâu, ngủ đoạn. mới vậy hả Tao tưởng là nói giờ có đề tử tới chợ thầy đi ta nhắn tin ta nói bữa nay không thấy ai tới nhắn mà con đột xuất Ờ à cũng nhắn à bình định với hơi <laughs> <laughs> thì à, thầy chuẩn bị đi châu Đốc thì thầy nhắn tin dưới nay là từng nào cũng có một ca sĩ nổi tiếng nhất mời thầy đến chuẩn bị đàm vĩnh hưng nè trời ơi, à, vậy. à Dách nè à rồi Xuân tùng tv nè có mỹ tâm không thầy mỹ tâm nè trời ơi, à, rồi khanh thảo nè đam trường đang trường đang nằm đang ngồi luôn đang ngủ luôn đang chơi luôn Hốt luôn trời ơi. vô trời ơi, luôn thầy có ca sĩ lê trọng nguyên không thầy trời cái thầy, thầy, thầy biết thằng đó không thằng này nó ca ai nghe trời nó mà ca chắc hét tiếng hét lò luôn Vậy thầy cũng biết nó hả? Ừ ừ, nó chơi nó bò không mày ơi Trời ừ, ơi Á Ư ừ, ừ, Á Chơi gì chơi ngày lẫn đi Mày ngồi xếp ra cho nó dính miếng coi nè bên đây nè Chơi ơi gì vậy? Nhường chỗ cho anh đi con Dù sao nó cũng già không mày ừ, rồi, rồi. Tôn trọng tuổi già Vậy thầy, thầy đâu có trẻ đâu Chứ các con chơi thầy hoài Chơi gì thầy? Nói chơi... bạn nó bậy chơi à? <laughs> Ờ đi chơi Đi tham quan là đi chơi đó Nghĩ chơi vậy, gì vậy thằng này nó cứ chơi mà nó nghĩ nó chơi Thầy nó chơi là chơi đá đai ấy, em đâu biết đâu Ờ bởi vậy thiệt cà khỉa cà khỉa không Thầy thầm cắt lâm mũi đi Để lâm mũi nó ghê vậy thầy Chuẩn bị là đi với ca sĩ diễn viên Ở người ta cũng cắt... có tên có tiếng mà thầy đi với thầy mà thầy không gọn gàng sạch sẽ vậy hết có miếng lông lông rồi đó mà mình hung nó cũng nghe nhột nhột mày trời ơi gãy ngứa mà, mà quẹt bụi còn hung hít gì nữa à, bỏ cái, tật gặp trai hôn nha mày ganh mày ghen mày vô duyên ta ghen. nói quá trời kìa nó thầy cứ thấy trai tin tức tin tức tin tức vậy vậy mới mà trai đầu thai mới hết nhớ nha nếu ta không hung là đừng trách móc mày nha rồi hôn <laughs> thầy thầy không cho luôn á trời ơi thầy làm thầy có giá lắm mà ờ à, không giá À, khi khi người ta hôn cái mình từ chối mà khi tới chừng cái muốn hôn thầy thầy không cho lại luôn là lúc đó sao nói thầy làm con quế con quê con dê luôn mà cấm chữ dê như 35, mày dê là ba lăm đó thầy à, mày quê vì mày đi luôn được mày cũng quanh lợi mày dê nữa mới ghê á ở khi trong cuộc sống này à, sao 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 chúng ta không làm niềm vui cho nào nhau, làm hạnh phúc cho nhau giờ làm sao cho vui nè làm sao cho hạnh phúc nè giờ cho vui là đưa thoảng ngàn đô là thời vui liền á ờ vui không thầy ừ hay giờ em cho thoảng ngàn đô ừ được không thầy ừ đô la em phủ được không thầy nữa mày nói câu trước câu sau hóc chó anh nói vậy á chứ bây mà giờ mày nói câu đó mà không chữ <laughs> bởi vậy nó nói mày bình định dấu yêu mày yêu mày cũng giấu mà mày cũng đóng đinh chứ đóng định không à chơi thì muốn tới đỉnh hốt và tới cán Láng láng thì xả láng tăng sang đêm diêm diêm thì đêm, đêm đêm nằm cứ ngồi đó cứ liêm biêm tao à, nói chuyện mà cũng liên tưởng người bóng người đen thà kỳ quá chắc rồi này nó nó biết yêu này nha coi nói yêu cái gì nha kỳ <laughs> quá khổ oh. thì uh, trong uh, trong cái chương trình thì chúng ta cũng biết thì cuộc sống quanh ta và xã hội thì ai cũng có niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta không biết tìm hạnh phúc cho chính mình hạnh phúc cho người khác và trao những gì mà chúng ta có được sau con người với con người chúng ta sẽ đối xử có những cái ứng xử khác lạ như thế thì muốn đạt được những cái gì trong cuộc sống quanh ta và hạnh phúc thì chúng ta làm điều gì để được hạnh phúc và làm điều gì gây xôn xao dư luận là không hạnh phúc mà loài người sinh ra để làm gì và được gì cho ta và đến với nhau để làm gì đặc biệt là những mối tình nam nam nữ nữ và đặc mối tình nam và nữ lấy nhau là chuyện xưa cha ông để lại thì ta nói à, cuộc sống của anh ta cuộc sống xã hội cuộc sống hiện tại thì chúng ta làm điều gì để cho cuộc sống được ấm no, hạnh phúc và có gia đình hạnh phúc? Đặc biệt những chàng trai và những cô gái mới lớn thì muốn tìm được một tấm chồng và chàng trai muốn tìm được một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn và trung thủy cả đời. Thì làm gì được đây? Có bao nhiêu chàng trai đang điêu đứng và đứng đó đợi chờ. Và trong ngóng từng giây từng phút đợi chờ những người mình đang yêu thương mình. Thì những lúc mà mình chờ đợi Mình có những cái gì khát vọng mà không khát vọng hay sao Nhưng mà thầy tu thầy y bao giờ đâu Mà sẽ rành về tình yêu thầy nói được Con tim thầy có rung động không Trời ơi thầy là nhà tâm lý học Và là giảng viên dạy tâm lý học Và sinh lý học Và và, và giải quyết Giải quyết về sinh lý Nam nữ mà Để thầy gặp bình định giáo yêu thầy Con tim thầy có thổn thức không Mình đừng có thổn thức <laughs> Mà mình gặp nhau phải làm những cái gì Mà mình đang bức xúc bứt rứt nước, sao mà bứt náu nức và mình ham muốn mình làm thai nhanh lên là <laughs> muốn gì vậy thì, thì trong cho thế giới hiện nay thì mình yêu nhau là mình muốn tiến tới cái gì giờ con con hô con ta giỏi có ăn học có kiến thức có trình độ và đã học trường đại học hiện giờ thầy hỏi con khi mà một người yêu nhau họ đến với nhau bằng cái gì và tỏ tình và gợi cảm những cái gì để cho đối diện một người mà mình đang muốn yêu và muốn hương và lấy lòng người đó để yêu mình thì mình thể hiện bằng những cái cái gì nói cho thầy nghe coi tình cảm tình cảm gồm những gì trong tình cảm không có một cái chưa đủ phải có mấy chục cái từ ngữ mới đủ trọn vẹn khi mình yêu nó nhiều, nhiều 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 cảm xúc nhiều thăng bằng sao mà mình kể hết được thầy thì mình sơ lược hai ba chi tiết đỡ coi thử cái kinh nghiệm mình coi có yêu vậy chứng tỏ mà chưa yêu nè nếu yêu mà không nói lên lời mà Ủa? yêu cũng không vậy, biết cách vậy, nói vậy, vậy giờ em mới nói nói như vậy thầy mới lộ ra thầy yêu ai rồi nên thầy mới biết yêu ai yêu ai <laughs> chính thầy thầy cũng đang tìm hiểu mà thầy yêu ai mà đâu phải thầy thầy giảng hay là là yêu đâu rồi thầy phải tài giỏi là ai cũng yêu đâu rồi phải thầy có tiền là ai cũng yêu đâu thầy trải qua thầy mới biết được thầy mới nói được chứ trải qua là cũng nghĩa đã thực hành rồi đó có lẽ thầy thực hành rồi vậy thấy ta nói ngon nói hay cái cái, cái, cái yêu 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 yếu vậy thầy trải qua bao nhiêu mối tin rồi thầy chơi kỳ nha đừng để Ta phát giác nha thầy, thầy tẩm bao nhiêu lần rồi thầy <laughs> làm gì chơi hay là mấy lần con cứ nghĩ bậy nghĩ bạ mà trúng hết chứ trong trời hết trời. <laughs> nói đi nói lại là có làm hết rồi thì vậy hả làm những gì <laughs> tại sao chúng ta sống nhau phải yêu mà khi chơi sao yếu <laughs> yêu mà không có chuyện đó đây thì cũng được hôm này tình yêu rất có hạnh phúc hôm này tình yêu có nghĩa lý gì là không hạnh phúc à đúng rồi tình yêu phải đến với nhau bằng lời ăn tiếng nói rồi à, à, có những tâm sự bằng tình cảm và thể xác nữa nó nó phúc qua Tài ôm nhau thật lâu <laughs> hôn nhau thật sâu và cho những gì mà quý của mình cho người khác đến trao thân gửi phận luôn ờ mà. đúng rồi ta nói không phải cho mà trả hãy trả lại cho những gì mà em đã có và anh cho em những gì mà anh đã có hiện hữu cho rồi, hát hay thay làm gì? <laughs> thì ta đang thể hiện tình yêu, đang sự nóng bỏng trong tình yêu và tình cảm trong tình cảm và và tình người qua nụ hôn. À, mà nụ hôn nó làm gì cho con người có thể uh, khích thú và say đắm trong tình yêu? tại hôn rồi thoại hỏi em. của nước Việt Nam có bao nhiêu ngàn người? hôn hết rồi. trên tám triệu bạn việt bạn bạn người mà bao nhiêu điều đã điêu đứng vì thầy thầy đã yêu hết và lấy hết rồi bao nhiêu cô gái chỉ hương hương nhớ trộm khầm nhìn mà thầy đâu thích bánh bèo đâu hay rỡ bỡ vậy sao đấy con những giây phút này mình phải làm gì bữa đây sơ thấu thầy hôn hết cả nửa cái sợ thấu rồi gì dữ vậy con đầu <laughs> ông nửa sơ khấu luôn cái gì nữa mà thái bánh bèo ấy, nghiêm trang lắm chắp tay rất là ờ đứa chắp tay Mô Phật hiện tay hiện tay khí chủ đứng kế bên đừng tiến lại gần đừng để mồ hôi và và làm cho thầy hôi hớp và nhịp đập từng con tim thầy <laughs> <laughs> thấy gái như thấy đang cộp đang vồ vào mình lo lắng và sợ hãi các con hãy dừng lại đứng xa xa <laughs> đừng có la nha con <laughs> à, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp và minh loại 220 viên giá là 850 ngàn free ship toàn quốc